Sao xe lại sao lại đổ không đây? Ừ, đi đâu về đang? Con bé đi chơi thôi ạ. Bé này là cái gì của mình? Con gái là cháu của con. À, đó là bây giờ là cháu ngoại đó. Ừ. Con gái con của mới sinh thêm một ô vậy à? Dạ. Ô tưởng là bà này là có cái có con gái có cháu ngoại chưa? Đến thăm mà không có nhà đấy cha. Ừ. Cha biếu một bì gạo đó là để chủ mua đó. À. À. Ừ. Mấy lần cứ đi xuồng không có nhà. Ừ. Đi xuồng cái khao á. Chứ mấy cháu rồi? Được ba cháu. Dạ. Ừ. Chồng đâu? Chồng cháu đi rừng rồi. Chồng đi rừng rồi à? Rồi con bò. Phải có nồi cơm nữa ăn mất rồi. Thôi bế lên con, bế lên con. Bế con cho đi đường đây cũng được, cho đi đường đây vô. À, con chó. À, con chó cắn rồi. Con chó cắn rồi chân rồi. Bị chó cắn rồi. Cái là con bố có ma nhưng mà con bố bà. Lúc nãy ăn ngoài ra rồi. Có phải cho dạy không con nhỉ? Không, không cái gì đâu. Có cái gì không cha? Dạ. Tớ ăn mấy tí dầu nữa cho, mấy dầu hỏa đi. Chết thôi mày mà lời cho dạy mày cắn tao chết á. Ô hình như chó đẻ à? Chó đẻ. Con nó bảo cắn nhiều người kim không? Dạ, có người kim không? Hy vọng. Cứ thấy người lạ là đến là ăn nước. Ừ, hy vọng. Ừ, hy vọng là chó đẻ, không có phải chó dại. Chứ chó dại mà hôm nay cắn cha thường thì chết. Tí nó thử cho biết cho ai không. Thưa quý vị đi. Chứ mấy em bay cháu lớn chưa? Bé chị mới được có 7 tuổi. Ừ. Bé đầu tiên đó, bé thứ hai thì được 8 tuổi. Ừ. Dạ, có rồi còn sang rồi. Không được sang. Đi bà cho đi bà bé tí tí về mẹ đỡ khỏi tang đã. Có chứ. Có vô nhà bà lên chơi thôi mà, tí thôi mà. À, ôm nhẹ nhẹ. Ôi thơm, ra đây cái nhà này nó như thế nào? Nhà này là tình hình của cái nhà này thuê cha này. Ở nhà này là... này là... chị cả trong gia đình. Ừ. Bố mẹ là... cho ra ở riêng đây nhưng mà... Ừ. Gia đình bố mẹ gặp nhiều khó khăn. À. Dạ, cô này thì hai vợ chồng thì cũng trong nhà cũng khỏe mạnh cả thôi. Ừ. Nhưng mà vì sao là khổ thì bố mẹ khổ. Ừ. Nên là hay ốm hay đau là đi làm việc cho bố mẹ. Việc đồng nào cũng phải lo cho bố mẹ. Ừ. Bố mẹ thì bị bệnh đồng chi ấy. Ừ. Nhìn khỏe mạnh lắm nhưng mà lại cứ uất đi ấy. Ừ. Thế sau hai là có thằng em đi làm là bị cụt đi hai cái chân đến đây này. Ừ. Thế làm được mấy thì lại cũng cứ cũng phải lo cho em. Ừ. Nên là nhà này nó tuy là nó khỏe mạnh nhưng mà nó lại gặp nhiều khó khăn. Thế nó khổ, nó không có làm được nhà được nữa, nó cứ còn phải ở nhà như này đấy. Con đi xuống còn thấy khó khăn. Ừ. Ngày xưa nó đi lấy chồng con bán cái tủ cho nó, giờ hư hết rồi đấy. Đứa nhưng mà có khi còn nợ con một đến triệu hay là hơn triệu có giá được đâu chắn. Thằng này cũng cứ chạy thế này. Thưa quý vị, tôi vào trong nhà nghèo nhưng mà lại bị chó nó cắn rồi. Con cha đau đó nhở, con thấy xuất ra nè. Thấy đau. Con thấy xuất ra đó, con xem nè. Con thấy xuất ra đó. Đấy, xuất mà. Tí lấy cái về về con đi lấy. Thôi, hy vọng là không phải chó dại. Ở đây là chó đẻ nó cắn. Đó, chó đẻ đó. Thì hôm nay các cha nhé, các cha bên nhà thờ đến thăm gia đình, thấy nhà mình cũng nghèo lắm, vừa năm ngoái cha đến đây rồi nhưng mà cũng không có nhà, thì cũng thấy nghèo khác nghèo sơ, nhưng mà năm ngoái thì không gặp được thì cha cứ để lại bao gạo nhà thôn nhà, để lại bao gạo lên cái giường đó. Ừ, thì hôm nay thì cha lại có cái chuột mì nhá, có khẩu trang, có kẹo cho các cháu, có thứ nữa. Thế lại đây cho có 2 triệu đồng nhá. Dạ, cũng cảm ơn các cha, các cô, các chú.
khó khăn thì cảm ơn các con đã giúp đỡ. Đây là 2 triệu đồng, đây là 1 triệu là của cô Dung. Cô Dung ở giáo sư Đức Mẹ La Vang ở Houston. Đây là 1 triệu là của gia đình của ông Tránh Phước. Ông Tránh Phước là giáo sư Yên Khánh. Xin hết lòng cảm ơn cô Dung và ông Tránh Phước và giáo sư Yên Khánh đã giúp đỡ cho gia đình này. Nó nghèo đúng là nghèo sắc, nghèo sơ, nghèo 3-4 đời luôn đó. Lần nào lên trên đây cũng thấy là cái nghèo. Nghèo đến nỗi mà cha vô nhà rồi cho cắn cho. Thôi được rồi, chúc cho gia đình khỏe mạnh, bình an nhé. Đó, thưa quý vị, sống trong một cái nhà nó tồi tàn rách nát vậy đó. Năm nay là còn có cái cửa nó ngon lành này, năm ngoái cửa nó còn sập sệ hơn này. Rồi hết lòng cảm ơn ông Tránh Phước, cảm ơn cô Dung và cảm ơn ông bà Nen Đinh đã giúp đỡ cho gia đình này. Xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trước căn nhà của anh Lang Văn Thiệu ở tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nếu như những ai mà đã theo dõi cái trang Facebook của cha Nguyễn Văn Thường của Caritas Thanh Hóa thì có thể nhớ lại là trước đây khoảng độ nửa năm gì đó thì chúng tôi có đi thăm cái gia đình của anh Thiệu này, và hôm đó thì tôi đã bị chó cắn, chó của nhà anh Thiệu cắn vào trong chân, và đến bây giờ thì con chó không biết có còn không nhỉ. Bây giờ thì con chó nó cũng đã đi đời mất rồi. Nhưng mà tôi cũng sợ, nhưng mà mặc dù sợ nhưng mà lại không có đi chích ngừa. Cho đến ngày hôm nay thì cũng đã nửa năm rồi ý. Mà con chó cũng đã chết mà cha Thường vẫn sống, không có vấn đề gì cả. Thì chứng tỏ là không phải là chó dại cắn đúng không? Thì cũng rất là may là không bị, không phải là chó dại cắn. Chỉ là con chó đẻ thôi, nó sợ vào bắt con nó cho nên là nó cắn cho. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa gìn giữ cho mình không có bị, không phải là chó dại cắn, cho nên mới sống được đến ngày hôm nay. Và kể từ khi mà bị chó nhà này cắn thì cũng cứ thao thức, bởi vì thấy gia đình sống trong một cái túp lều, một cái nhà mà nó rất là tồi tàn, rách nát, tả tơi, cho nên là Caritas Thanh Hóa đã kêu gọi các ân nhân để giúp đỡ để xây dựng nên cái căn nhà tình thương này rất là khang trang, rất là đẹp đẽ như chúng ta đang thấy ở đây. Đây là mặt tiền của căn nhà. Nhà theo kiểu là mái Thái đó. Ở đây chúng ta sẽ đi làm một cái tour. Đi vào trong chúng ta coi cái căn nhà nó hiện đại, nó khang trang như thế nào. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách của căn nhà. Phòng khách cũng rất rộng. Đây là phòng khách. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Một phòng khách và ba phòng ngủ. Phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba. Và đây là cái phòng
có thể phân nói là phòng đa năng đây. Khi nào mà đông khách thì có thể là giải chiếu xuống đây để mà ngủ được, cũng được mấy chục người ngủ trong cái phòng đa năng này. Đó, thì cũng có thể là trong phòng khách, rồi là phòng phòng cơm, ăn cơm thì cũng có thể ăn ở như cái phòng này được, phòng cơm, phòng đa năng đấy. Và dưới đây là bếp, phòng bếp đó, bếp cũng như các cái bên ngoài đây, bếp. Và đây là phòng tắm, nhưng mà chưa kịp lắp quạt sen. Phòng tắm dưới đây. Đây là phòng vệ sinh, nhưng mà tắm nhà vệ sinh thì cũng chưa có hoàn thiện. Đấy. Chưa có lắp, chưa kịp lắp các thiết bị ở trong phòng tắm, phòng vệ sinh. Chưa kịp xong. Đấy, bếp thì cũng chưa kịp xong. Đấy, đây là cái phòng đa năng. Rất là khang trang. Một phòng khách và ba phòng ngủ. Phòng khách và ba phòng ngủ. Đó, một căn nhà tình thương mà rất là đẹp, rất là khang trang. Và thưa quý vị, cái căn nhà tình thương này được tài trợ bởi Hội Từ Thiện Cross Catholic Outreach Organization. Đây là cái hội từ thiện gọi là CCO. Hội từ thiện này đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trong suốt thời gian qua để tài trợ cho những nhà, để xây nhà tình thương, lắp đặt các hệ thống lọc nước ở nhiều nơi tại giáo phận Thanh Hóa. Thì đây là tổ chức đã tài trợ chúng tôi xây dựng lên cái căn nhà tình thương này. Và đây là gia đình dân tộc Thái, cho nên là bàn thờ, cái bàn thờ tổ tiên đó, dân tộc Thái. Và không chỉ xây nhà tình thương mà thôi, nhưng mà các ân nhân của Caritas Thanh Hóa cũng đã sắm sửa cho gia đình này có một bộ bàn ghế rất là đẹp. Đây là cái bộ bàn ghế, có bộ bàn ghế đa năng, có thể là tiếp khách, có thể là lấy chỗ cho các cháu nó học bài, cũng có thể là ăn cơm được. Và đây là bộ bàn ghế cũng như cái giường, giường ở trong phòng ngủ kia. Bàn ghế và giường là do các ân nhân Nguyễn Văn Duy, Ngô Đức Đạt, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Quang Vinh, đấy là những vị ân nhân là tài trợ cho gia đình cái bộ bàn ghế này cũng như là cái giường. Đây là cái chiếc giường, giường mới. Và cái không những giường mà thôi mà phải có cả cái cọc màn nữa, cọc màn mới Caritas thiết kế. Thế rồi bởi vì có nhiều gia đình nó không có cọc màn, là cứ đóng đinh vào trong tường, rồi hết cái dây nọ đến dây kia buộc này, dây nhợ buộc như mạng nhện ở trong trong phòng á. Đây thì thiết kế cho họ cái bộ cọc màn như vậy thì cũng rất là hiện đại, rất đẹp, thẩm mỹ lắm. Vậy nên xin hết lòng cảm ơn anh Nguyễn Văn Duy, anh Ngô Đức Đạt, anh Trần Văn Tuấn và anh Nguyễn Quang Vinh, và những người đã giúp đỡ cho gia đình có được những cái bộ bàn ghế cũng như là cái giường rất là đẹp. Xin Chúa chúc lành, trả công bội hậu cho các anh em. Không những là tài trợ cho nhà này mà thôi, mà còn rất là nhiều nhà mới. Khi mà Caritas xây nhà thì những anh em này đã tài trợ bàn ghế cũng như là giường cho các gia đình.
xin hãy tiếp tục nhé, xin hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để nhà mới thì có bàn ghế giường chiếu mới, rượu mới, bầu giá mới đó. Xin cảm ơn anh em. And this house was built to dedicate to the donors of a cross Catholic outreach organization. So now Sister Hai and Sister Hương has something to say to the donors. Sister Rose. Hello, good morning. How are you today? I wish all of you doing well today. I just came from the south to Thanh Hóa today. I'm so lucky today because I have a train to see the house we're having. You remember? Mm. You came to come with us here. And now when we came the house different, now it's 100% completely beautiful. Okay? So I just want to thank you for the generosity to all your board and all the workers, and especially the special greeting and hugging to Kevin. Mm. Bye bye, Kevin. Okay. Thank you, Sister. And now Sister Hi everyone in the Cross Catholic Outreach member. On behalf of Caritas Thanh Hóa, today we go to this house. This is Lang Văn Thiệu family, and his family has 1, 2, 3, 4, 5 members, and they have 3 children. Mm-hmm. 2 are going to school right now, mm-hmm. and 1 just 1 year old. They are very happy to have this new house, and I would like to thank you all of you. Now I would like to interview to you something about this family. Anh chị có vui khi nhận được cái ngôi nhà mới này không? Gia đình mới cảm ơn các cha các nhà tâm và cảm ơn đã giúp đỡ chúng con được một ngôi nhà, con rất cảm ơn. Các quan ở là rất vui nhờ. Lang Văn Thiệu's family really would like to give their deep gratitude to all of you, the donor that give them this house, and also give them have a new life, a chance when they stay in this new house. About children, so I would like to ask little children for you to know how they're feeling about when they stay in this new house. Con ơi, khi con được nhận cái nhà mới này, con có vui không? She's really happy and joyful to stay in this new house. Con có thích căn nhà này không? Dạ có. She's really likes this new house also. Con thích chỗ nào nhất trong cái khu nhà mới này? This is her bedroom. So she really likes this room. And bây giờ con có muốn cảm ơn mọi người không? Sister Grace, say thank you to all of the donors and to all of you. Then we are really, really happy to have this new house, and also we really happy to have bring your hands to these families, and they really, really need this house. House for the families in Vietnamese is the basic, at least for the basic life to live each day, and in order to get growth and also to educate educate children. So first of all, have a house to stay, stable house. They don't have to move to another house when the weather came, like the last old house of this family. And now they have new house. They only focus on raising their children to go to school, focus on education, to have them have a new life and stay happy life, right? So thank you very much, the Cross Catholic Outreach Organization and the supporter with the Thanh Hóa always. Rồi hôm nay cha chúc mừng gia đình con nhé, có căn nhà mới. Thì trước đây khi mà cha đi thăm nhà con đó, hôm đó chồng đi vắng không có nhà, có vợ ở nhà thôi mà không nhốt con chó này để cho chó nó cắn vào chân cha. May mà cha không sao đó, cha sao là cha bắt đền nữa đó nhá. Nhưng mà rất là may không phải là chó dại, chỉ là cái chó mà nó mới đẻ mấy con chó con, mình vào nó sợ là nó đi bắt con nó nên cắn mình thôi. Thì hôm trước thì gia đình con sống trong cái nhà lá rất là rách nát tồi tàn, thì lúc đó cũng còn có mơ, có nghĩ đến một ngày như ngày hôm nay cũng còn có căn nhà mới này không? Dạ, có, con tưởng muốn ước mơ của con.
cảm ơn cha đúng giờ giúp vợ chồng con thì đúng là con cũng không biết nói gì hơn là con cũng rất cảm ơn. Chồng bây giờ có căn nhà, người ta nhà thì thường là chỉ có 2 phòng ngủ mà nhà mình 3 phòng ngủ liền, thì căn nhà khang trang đẹp đẽ vậy thì cảm tưởng con như thế nào? Con cũng rất cảm tưởng là cảm ơn và con cũng rất hạnh phúc vì đã có cha và sư nhà tài trợ đã cho chúng con được cái nhà như này, con rất hạnh phúc. Rồi cha chúc mừng gia đình con nhé. Thì từ nay trở đi có nhà mới rồi thì an khang, an cư lạc nghiệp trong căn nhà mới, rồi cố gắng mình sẽ làm ăn để nuôi nấng các cháu nhé. Rồi chúng con có vui không khi mà chúng con thấy cái nhà của mình rất là khang trang đẹp đẽ nhá. Hồi trước đây thì cái nhà nó rách nát lắm mà bây giờ nhà rõ đẹp nhá. Thì chúng con vui thì chúng con cố gắng học giỏi nhá. Học giỏi sau này lớn lên con thành người tốt, người có ích cho xã hội, rồi lúc đó con là có cơ hội để giúp đỡ cho những người khác nữa nhá. Đây là cái căn nhà mà những ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình con, thì luôn luôn mình là người Việt Nam mình gọi là uống nước nhớ nguồn nhá, ăn quả như kẻ trồng cây, thì nhớ ơn những người đã làm ơn làm phúc cho mình nhá. Rồi cha chúc cho gia đình của con tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong căn nhà này nhá. Rồi cha chúc mừng. Giờ hôm nay thì thời tác thành hóa rất là vui được đến đây để trao căn nhà thì thuê này cho gia đình của anh Lăng Văn Khiếu, một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây chúng tôi đi thăm gia đình thì đến trong một căn nhà rất là tồi tàn rách nát, nhưng mà hôm nay thì được sự tài trợ của các ân nhân của thời tác thành hóa cũng như là địa phương và gia đình thì cũng đã xây dựng được cái căn nhà tình thương này rất là khang trang đẹp đẽ. Thì đến tham dự với trao nhà ngày hôm nay thì có bác Lâm là chủ tịch mặt trận ở xã Lương Sơn, huyện Thường Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và bây giờ xin mời bác Lâm có đôi lời phát biểu. Vâng, xin kính thưa cha thừa cùng với các cơ sở và các trong thành sư tát nhỉ, người ban con gái. Tôi là Lê Xuân Lâm, ủy viên ban thường vụ chủ tịch mặt trận vũ trang Lương Sơn. Tôi rất trân trọng và xúc động khi thấy cái tình cảm của cha cũng như các sơn, đặc biệt là người ban con gái có cái tình thương yêu ái đến nhân dân nghèo, đặc biệt là cùng với xã với địa phương đến với các cái hộ nghèo. Trong đó hôm nay thì tôi rất vinh dự và trân trọng đón nhận cái tình cảm và trao tặng cái ngôi nhà cho nhà Lăng Văn Thiện tại thôn Minh Quang. Thay mặt lãnh đạo nhà phương cũng như là nhân dân và gia đình xin được trân trọng cảm ơn cha và các sư cũng như là chúng con bác ái. Xin cảm ơn bác Lâm, chủ tịch mặt trận của xã Lương Sơn, đại diện cho lãnh đạo địa phương đã đến đây hiện diện trong buổi trao nhà ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để các tác sinh hóa có thể thi công được trong cái trong việc thi công cái căn nhà này, mọi sự diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Và để mà xây dựng đến cái căn nhà này thì cái người vất vả đó là ông Tân cũng như là chị Thơm, là những người mà công tác viên của Đài Phát Thanh Hóa rất là đắc lực, rất là vất vả trong những việc thi công ở đây. Thì xin hết lòng cảm ơn ông Tân, Thơm cũng như là cảm ơn tất cả những ai đã hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc đó để rồi giúp đỡ cho gia đình của anh Lăng Văn Thiện có được cái căn nhà khang trang đẹp đẽ này. Và xin chúc mừng gia đình anh Lăng Văn Thiệu nhé. Chúc vợ chồng thì các con luôn luôn tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cái căn nhà lớn này. Thì rất là cảm ơn các ân nhân của CCO cũng như các anh em đã tài trợ bàn ghế cũng như giường chiếu cho gia đình mới này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hộ cho tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy đúng một tràng pháo tay để